người trong môn nghề, ngành kinh tế có gì, cuốn sách hướng nghiệp ngành kinh tế đầu tiên của Spy Room. Nếu các bạn muốn biết ngành kinh tế có gì thì bọn mình có đặt đường link mua hàng ở dưới phần mô tả. Hãy tự tìm cho mình câu trả lời riêng nhé. Đây là một bài viết của Gấu SP, Mẹ và Tiền Mãn Kinh. Còn mình là Isa. Chúng ta cùng bắt đầu luôn nhá. Ngày xưa ấy, bà tôi đến khoảng 55 tuổi thì mới thất kinh. Nhưng mà đối với mẹ, chuyện ấy đến sớm hơn hẳn 5 năm. Ban đầu thì mẹ chỉ nghĩ là do ăn uống hay là sinh hoạt thay đổi, nên là chuyện kinh nguyệt mới có chút bất ổn. Nhưng mà khi mọi chuyện lặp đi lặp lại thường xuyên hơn thì mẹ bắt đầu lo lắng, sốt ruột và tâm tính của mẹ có chút biến đổi. Dần dần, sự thay đổi của mẹ cũng ảnh hưởng không nhỏ đến nếp sống yên ả thông thường của gia đình tôi. Sự khác biệt giữa hai thế hệ. Đối với tôi mà nói, có đến tháng hay là không thì cũng chả vấn đề gì ghê gớm, nên là tôi khá thờ ơ khi mẹ tâm sự về chuyện tiền mãn kinh. Tôi còn nhớ sau mỗi lần nói chuyện với mẹ, tôi thường an ủi mẹ một cách vô thưởng vô phạt như thế này: chắc mẹ bị tiền mãn kinh thôi mà, mẹ của bạn còn cũng thế. Những lúc ấy thì mẹ thường gật đầu và nói sang chuyện khác, nhưng tôi không hiểu cái gật đầu ấy cho đến vài tháng sau, khi mà dấu hiệu tiền mãn kinh tấn công mẹ mạnh mẽ hơn, không chút kiêng dè. Đối với một người trẻ như tôi, khi chưa từng trải qua và cũng chưa từng nghĩ tới chuyện lập gia đình, chưa có con cái và tất nhiên là không bao giờ nghĩ tới việc nghỉ việc ở nhà chăm sóc nhà cửa, thì tiền mãn kinh là một điều tất lẽ dĩ ngẫu phải đến. Đôi khi thậm chí nó còn giúp cho người phụ nữ nhẹ gánh hơn và không cần thiết phải lo lắng nếu không thấy kinh nguyệt. Bạn là phụ nữ, 50 tuổi, vậy thì bạn sẽ có khả năng thất kinh, trứng của bạn sẽ không thể thụ tinh được nữa. Nhưng mà với mẹ, thất kinh có vẻ giống như một mất mát gì đó rất là lớn, khó có thể bù đắp được, cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi từng đọc ở đâu đó nói rằng, đối với nhiều người, kinh nguyệt có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Đánh dấu giây phút chín muồi là một lời thông báo chính thức tới cơ thể nữ giới rằng cô ấy nay đã trưởng thành thực sự và sẵn sàng để làm mẹ. Còn khi mà thất kinh, dường như không chỉ các hormone của nữ giới có sự biến đổi ghê gớm, mà hiện tượng này còn là một tiếng chuông cảnh báo khiến người ta phải hoảng sợ. À, giờ thì chị đã già rồi, cũng đến lưng chừng dốc cuộc đời rồi đấy. Mẹ dành nhiều thời gian trong ngày để nghiên cứu về hiện tượng tiền mãn kinh, về các phòng khám tốt, về các loại thuốc bổ trợ cho nữ giới. Mẹ gọi điện cho bà, hỏi về kinh nghiệm của bà ngày xưa, và đôi khi cuộc gọi chỉ để khẳng định chắc chắn là bà phải đến 55 tuổi thì mới mãn kinh thực sự. Lúc ấy tôi thấy mẹ cực kỳ kỳ lạ luôn ấy, cứ băn khoăn như là một cô gái chưa có kinh nghiệm gì về cuộc đời vậy. Mẹ lúc ấy chẳng giống một người phụ nữ đã có chồng và có con chút nào. Những biến cố. Sự thay đổi của mẹ lúc đầu giống như là dòng nước ngầm, từ từ lăn qua các khe của miếng xốp. Cả nhà vẫn sống êm đềm với nhau, cho đến khi dòng nước ngầm ấy đột nhiên phình to, rồi bỗng dưng trở thành những con sóng lớn ập vào bờ. Ban đầu, mẹ chỉ hay cáu bẩn, khó chịu với mọi người, từ cách đặt cái cốc không đúng chỗ cho tới việc bố tôi không chịu ăn kiêng giảm cân. Tôi và bố bắt đầu lo lắng, nhưng cố gắng nhịn mẹ, vì qua những gì tôi tìm hiểu, qua những cuộc nói chuyện với mẹ thì tôi dần ý thức được là tiền mãn kinh không phải chuyện xảy ra một sớm một chiều. Nó sẽ kéo dài như thế này trong khoảng 12 tháng tiếp theo. Cho đến lúc đó thì chỉ có thể cố gắng sống chung với những thay đổi thất thường của mẹ, học cách thông cảm và chấp nhận mà thôi. Nhiều lúc tôi cũng muốn nói với mẹ, đó chỉ là một hiện tượng tự nhiên của cơ thể, không gây chết người, không gây bệnh tật. Mẹ đừng quá lo lắng, mình không thể nào trông mong một cái cây sẽ mãi mãi xanh tươi khi mà đồng cỏ xung quanh cũng đã ố màu thời gian, cho dù mình đã chăm sóc, vun trồng cái cây đó kỹ càng và hoàn hảo đến như thế nào. Nhưng suy nghĩ của mẹ khó nắm bắt và phân tầng phức tạp hơn là tôi tưởng. Mọi chuyện gần như vỡ tung trong cuối tuần vừa rồi, sau khi tôi vừa kết thúc cả tuần làm việc đến cuồng loạn và đặt chân đến cửa nhà. Mẹ cao giọng ngay sau khi tôi vừa mới vào cửa. Mẹ nói mẹ mệt mỏi vì lúc nào cũng phải chờ đợi mọi người cho cả bữa trưa và bữa tối. Ok, nhìn từ góc độ của mẹ, một người nội trợ, tôi thấy mình và bố rất có lỗi khi để mẹ chờ đợi lâu như thế. Tôi bảo,
mẹ từ giờ không phải đợi cơm nữa, tôi có thể ăn một mình được. Nhưng rồi, mẹ vẫn rất giận dữ và cơn giận hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng lại hay ít nhất là giảm bớt đi. Còn nhìn từ góc độ của tôi, lúc đó thì cũng thê thảm không kém vì tâm trạng và sức khỏe của tôi đã hết sức là tệ hại suốt mấy tuần nay. Bị sếp chèn ép và đòi hỏi đủ điều vô lý, bị đồng nghiệp làm cho phát ốm vì khả năng tù tội của họ, bị con mèo ngu cào nát cái yên xe vừa mới thay tuần trước, bla bla bla. Tôi thực sự đã bị châm ngòi và phát nổ. Bùm! Tính tôi thì cũng rất dị. Những chuyện liên quan đến gia đình thì tôi hay nhịn, cứ nhịn mãi, cho đến lúc nào đó gặp phải một ngòi nổ khiến mình không kìm được nữa, thì tôi sẽ phun ra như là núi lửa, ầm ầm giận dữ và vô cùng tàn bạo. Chốt lại là cuộc chiến với mẹ khiến tôi bực tức và vác xác đi ăn lẩu một mình, xem phim một mình vào trưa thứ bảy đẹp trời. Đây là những việc mà tôi thường làm khi tâm trạng quá thảm. Lùi một bước và nhìn lại. Tối hôm đó, tôi và mẹ cũng như mọi lần nói chuyện với nhau và giải quyết mâu thuẫn trong ổn thỏa. Dù gì thì mẹ cũng là người tôi thương và tôn trọng nhất, nên nói lời xin lỗi cũng không mấy khó khăn. Tuy nhiên, nếu tôi tỉnh táo, có lẽ tôi đã hiểu mẹ nhiều hơn, dù chỉ qua những tín hiệu ban đầu của chứng tiền mãn kinh nghe có vẻ vô hại. Mẹ tôi ở nhà nội trợ, dù có ra ngoài, có gặp người này, người kia, nhưng những người quan trọng nhất, ảnh hưởng nhất đến cảm xúc của mẹ lại chính là tôi, là em tôi và bố tôi. Thời gian trong ngày mà tôi nói chuyện với mẹ có lẽ chỉ rơi vào khoảng tầm 3 tiếng là nhiều. 3 tiếng này, cách chúng tôi và mẹ sử dụng thời gian lại rất khác biệt. Mẹ thường thích nói chuyện, tâm sự, tỉ tê với cả nhà về những gì đã xảy ra trong ngày, về chuyện món này đắt hơn, món kia rẻ hơn. Còn với chúng tôi, 3 tiếng đồng hồ lúc chưa đi ngủ còn phải lo nghĩ về ông sếp khó chiều, deadline chưa hoàn thành và hàng tá công việc không tên khác. Thời gian dành cho mẹ và lắng nghe những gì mà mẹ nói dường như càng ít đi. Có lẽ là cả tôi và bố cũng không hề để ý khi trên khung cửa ban công có treo thêm mấy quả chuông Noel mới, vì dường như chúng tôi đã quá bận bịu với chính bản thân và các mối quan hệ. Có lẽ câu chuyện về tiền mãn kinh mãi mãi chỉ nằm trên chót lưỡi mà thôi. Nếu không có trận cãi vã kéo dài khoảng 20 giây ngày hôm đó, cũng có lẽ sau hơn 20 năm, đến giờ tôi mới bắt đầu hiểu mẹ và nỗi lo của những người phụ nữ tiền mãn kinh. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroom.com. Mình là Isa. Xin chào và hẹn gặp lại.